Hello, xin chào cả nhà quay lại với em Bo. Anh em thấy bên này Bo có cái gì mới đây đúng không? Đây là cái màn hình dọc để cho anh cả nhà có thể là stream ở TikTok cho những người anh em nào mà mình có được một ngàn follow rồi trên TikTok rồi đó. đó. còn ví dụ như mình mình thì Bo chưa có được, cũng mong là anh em Follow uh, follow TikTok cho Bo. Thì uh, kênh TikTok của mình là rượu hóc môn bo viện thì anh em rất là mong anh em có thể support cho cái kênh TikTok của mình để nó lên được ngàn uh, follow để mình có thể bật cái chế độ là livestream ở trên này. Thì uh, đây mình hướng dẫn trước cho anh em uh, anh em nào uh, có cần livestream trên uh, uh, livestream game mà bằng cái uh, live livestream game nhưng mà bằng cái uh, màn hình dọc này nè thì anh em có thể làm giống mình cũng được đó là đầu tiên là anh em muốn có cái này á, thì anh em phải tải một cái gọi là item đây trên trang web item mình tv nè đó vừa vô thì cái phần mà anh em phải trả phí nè đó, thì anh em uh, kéo phần dưới ở phần dưới nó có bằng cái tải miễn phí thì anh em tải về để mình có một cái khung hình khung hình nó hình chữ nhật đứng vậy khung mình dọc này nè đấy rồi anh em cứ tải về và cài đặt cho máy tính của mình thì khi mà anh em khởi động lại obs thì tự động nó sẽ xuất hiện một cái khung này và chưa có cái gì hết nó sẽ xuất hiện một cái vertical này thôi một cái hàng hình live dọc vậy thôi thì cái công việc của anh em thì giống y chang như cái màn hình chữ nhật nằm ngang này thôi là anh em đó là phải thêm cái cửa sổ đó phải thêm cái webcam của anh em thì Bo đang dùng một ipad để làm webcam đó rồi anh em có thể thêm bất cứ thứ gì mà anh em thêm giống như trên này vậy đó y chang thôi không khác gì hết đó sau đó thì anh em có thể là cái phần khung hình chơi game nè thì bo đang dùng cái phần mềm liên kết á, màn hình á, để bo liên kết qua đây đó, đó Bo liên kết qua đây thì anh em mà uh, quay cái cửa sổ của cái phần mềm liên kết màn hình bằng trên điện thoại thì nó sẽ bự cho bá luôn thì khi đó thì anh em có phải vào anh em biến đổi nó thành là giãn ra để lắp đầy màn hình đây đó thì nó sẽ giãn ra cái kiểu này đó dạng là kiểu này xong em nắm em kéo xuống đó tùy tùy mỗi người tùy mỗi người anh em có thể là anh em kéo hết lên đó xong rồi anh em ipad nè anh em dời nó lên trên đó cho nó xuất hiện ở đây xong rồi anh em kéo cái khung cái hình cái webcam của anh em nhỏ lại anh em để trên góc này cũng được đó, hoặc là em là anh em để dưới góc dưới này cũng được hoặc là để dưới giữa cũng được hoặc là anh em làm cho cái cái khung này nó hình thành hình, hình, trực uh, đứng luôn cũng được nữa đấy đó, tùy mỗi người thì anh em ha đó anh em muốn sao cũng được hết á mình thì thấy nó, nó nó dài quá thì nó cũng kỳ thì cho nó thon thon xuống thì mình cứ kéo đúng tỷ lệ webcam mình như này thôi cũng được kiểu vậy anh em muốn sao cũng được đó rồi cái nữa là anh em phải vào phần thiết lập nè để mà có thể anh em record lại những cái pha uhm... anh em muốn là chỉ record một cái phần đó thôi quay quay hình lại một cái phần đó thôi thì anh em có phải nhấn cái record mà trước khi nhấn record anh em phải vào cái phần thiết lập này nè thiết lập bên dưới nè đó cái phần đầu ra nè anh em ghi hình anh em phải chuyển lại xuống cái loại chuẩn nha cái loại chuẩn đó rồi để anh em nhấn đồng ý là khi đó thì anh anh em mới có thể là quay quay được bằng cái phần mềm dọc này ok cảm ơn cả nhà thì ngoài ra thì anh em nào có cần ruột trigger master đó, thì có thể nhắn tin cho bo đó ở hóc môn thì mình sẽ receive ngoài ra thì những video tiếp theo thì mình có gì liên quan tới OBS mình có thể giúp được anh em thì anh em có thể là comment bên dưới mình cái nào mình giúp được mình sẽ trả lời anh em ngay lập tức ngoài ra thì sắp tới mình sẽ làm thêm vài cái video nữa à, mình đang có được khoảng là sub là 308 rồi rất là mong trong vòng uh, nửa giữa năm thôi là mình sẽ có được 1000 subscriber đầu tiên cảm ơn cả nhà rất nhiều bye bye see you later hẹn anh em vào những video tiếp theo